Ok và hello nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Ezi đây và chúng ta hôm nay sẽ chơi một cái tựa game mang tên là Jumping Dino nha anh em. Thì cái tựa game này nó khá là giống, anh em thấy cái khủng long giống ở đâu không? Giống cái khủng long ở trong cái trình duyệt Chrome ấy. Khi mà mất mạng anh em ạ, thì nó sẽ có khủng long giúp chúng ta có thể đi vượt qua những cái đoạn đường ấy. Thì đây nó tựa game riêng về nó rồi. Thì chúng ta có thể thay thế được các cái con khủng long T-Rex, Velociraptor, Stegosaurus, wow, nhiều con thế nhờ. Rainbow T-Rex, Carnotaurus. Ok, chúng ta sẽ chọn T-Rex nhá. Và thử chơi cái màn đầu tiên xem như nào. Chúng anh có nhiệm vụ chỉ cần nhảy lên thôi anh em ạ. Ôi, phía sau có cái gì đó. T-Rex mình có ăn được mấy con này không? Chắc không nhỉ. Đoán là sẽ không ăn được đâu. Ôi giời, vãi nồi. Chúng ta dẫm luôn vào cái xương rồng anh em ạ, phải xem quảng cáo luôn. Bựa thật sự luôn. Ok. Nào, lên nào anh em. Có cái gì đằng sau mình hay sao anh em ạ? Mà mình thấy động đất xong rồi. Ôi. Tại sao toàn bị chết chỗ đấy nhỉ? Không nhảy lên đi ăn nữa, hoặc là nhảy nhanh. Nhảy nhanh anh em ạ. Mình bị dừng lại chỗ đấy mà mình cũng chết anh em ạ. Khó thế nhở. Cái này kiểu giống kiểu Flappy Bird ta. Từ từ ạ. Ôi giời, khó thế nhở, game này khó quá anh em ơi, tôi không đi, không chơi được à? Không đủ trình độ chơi game này à? Đùa nhau à? Vãi lều luôn anh em ạ. Giờ từ từ thôi anh em ơi, tôi chết hơi bị nhiều về cái con này rồi đấy. Rồi, lần đầu tiên ra qua được chỗ này anh em ơi. Đây qua đi đã. Ôi my god, lại phải chơi từ đầu luôn. Đùa nhau à, nhưng mà lần này mình quen hơn rồi đấy anh em ơi. Có lẽ là tôi sẽ quen hơn với cái này rồi nha. Hy vọng lần này tôi sẽ đi qua được nhiều hơn. Gần đến nơi thì mình nhảy thôi anh em ơi. Ấy. Ấy, cái này không cột mốc nhỉ? Game ức chế ghê ra thề. Nhảy khó chịu thật sự luôn anh em ạ. Nhảy khó chịu quá. Rồi, cái chỗ này lúc nãy mình mãi mà không qua được đây. Nhưng mà mình chắc mình nhớ rồi nhá. Oh my god. Chắc là tôi sẽ thay một con khủng long mới hoặc là một cái màn mới đi anh em. Chúng ta thử tất cả loại khủng long đi. Ok, mua luôn. Let's go. Chúng ta chơi thử con này nhé. Chúng ta chưa thể chơi màn này được. Đây, khủng long 7 màu anh em ơi. Oh my god. Nhảy kiểu gì? Ảo nhỉ? Ảo thật đấy. Ui, vãi lều. Tại sao tôi có thể qua được chỗ đấy? Ok, ok. Oh my god. Trời ơi. Khó ê. Màn này. Thật ra thì cũng không khó đâu anh em ạ. Chó tại vì mình cùi quá thôi. Ê, rồi. Tôi tưởng chỗ này là không nhảy được, nhưng thật ra là vẫn nhảy ok nhé. Ê, thì ra là cúi được anh em ạ. Trời ơi. Chết rồi. Quả đấy chắc chắn là chắc cú là chết rồi anh em ạ, không thể nào mà đi đâu được. Quả đấy mà đi được thì đỉnh của chóp à. Đi sao được thôi đấy. Quả này to thế. Ok, ok, nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng luôn. Ok, ok. Nice. Nice. Rồi. Cứ tưởng. Tại sao không nhảy lên nhỉ?
Tại vì tôi có cơ hội lấy quả trứng kia để có thể sang cái màn mới nhá. Bây giờ tôi không nhảy lên ta. Có lẽ tôi sẽ thử màn mới đi. Tôi sẽ lấy qua xong quả trứng, tôi sẽ thử cái màn mới đi anh em. Chỗ này vẫn đang khá là dễ. Ôi chết rồi, nhầm rồi. Là vẫn nhầm anh em ạ. À. Vẫn nhầm. Tôi bảo có tất cả là 3 bàn cơ mà. Mình sẽ sử dụng con dino khác đi. Con gì đẹp nhỉ? Con Spino, con rồng Stegor, Velociraptor, mua luôn. Mình có thể unlock được màu anh em ạ. Ấy, màu đen là màu cơ bản nhất rồi. Chưa lấy được quả trứng nào ấy, nên tôi cũng không thể đi được. Ê, hello. Nhảy qua nào. Ok. Không nhảy qua được nha, tại vì nó quá xa. Nó có tận 3 cái cây xương rồng luôn. Cúi xuống nha. Cái game này chỉ cần sai 1 ly thôi là đi cả một dặm luôn. Cúi. Ok. Ô mình ăn được con đấy à? Ảo ấy. Mình chỉ ăn được cái con chim ở trên trời thôi anh em ạ. Còn con Pteranodon đấy thì không ăn được nha. Rất là bé. Ok, I'm fine. Nice. Ok, rồi cúi xuống nào anh em ơi. Đúng rồi. Ok, chúng ta chỉ cần lựa chọn sai một bước thôi là anh em đủ hiểu được cái số phận của chúng ta nó sẽ như thế nào đấy. Bựa quá, game này mắc bựa luôn. Chết rồi. Mình vẫn quên anh em à. Sao vẫn quên cái đường đi của mình nha. Này, quyết tâm là ăn được quả trứng nhá anh em. Ăn được quả trứng xong rồi làm gì thì làm. Nhảy lên nhá. Ơi nice, trời ơi. Nhảy chậm quá, nhảy muộn quá. Cái game này cũng khó anh em ạ. Và chỉ cần sai là một cái thôi là chúng ta sẽ đi luôn cả một cái ván đấu ấy luôn mà. Tí chết anh em ạ. Cái này sẽ cúi xuống nhá anh em. Ui, ăn được quả trứng rồi anh em ơi. Lần tiên chúng ta đi rất là xa luôn. Nice. Ui, có quả trứng kìa. Có quả trứng không? Ui, lần tiên đi xa như thế này luôn đấy anh em ạ. Lần đầu tiên trong đời là đi xa như thế này luôn. Ui. Điểm lưu. Wow, điểm lưu anh em ơi. Má ơi, tôi lại bỏ qua một quả trứng rồi. Chịu rồi, tôi lại bỏ qua một quả trứng nữa rồi anh em. Bó tay chấm cơm rồi. Chúng ta sẽ ở ngay cái chỗ điểm lưu anh em ạ. Nice. Mục tiêu của chúng ta là sẽ qua chỗ điểm lưu lần 2. Lần này thì đừng có bay lên nhá, tại vì ở dưới có một quả trứng anh em ạ. Đoán rồi chưa? Chỉ có đỉnh của chóp thôi. Má ơi, có tận 2 con luôn. Tận 2 con ấy luôn. Ý, né. Né thôi bạn ơi. Khủng long mất mạng. Đây gọi là khủng long mất mạng anh em ạ. Cuộc phiêu lưu của khủng long mất mạng. Bay qua. Đúng rồi. Bay qua. Ai trời ơi, rồi sẽ kết thúc tập đây thôi. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye.